Làm sao để thuê nhà ở Úc và nên thuê trước hay sau khi qua Úc? Một số bạn sẽ chọn là thuê sau khi qua Úc để các bạn có thể tới tận nơi xem phòng. Khi mới qua thì các bạn sẽ thuê tạm trên Airbnb để có chỗ ở, rồi sau đó đi tìm nhà. Còn theo trải nghiệm của mình thì mình thuê trước khi qua, bởi vì khi mới qua chưa rành đường và chưa có xe nên đi vòng vòng kiếm nhà vừa tốn thời gian vừa tốn tiền di chuyển nữa. Và nếu mà bạn qua cùng mùa với du học sinh qua Úc mà bạn chưa thuê nhà trước thì khi qua rất là khó thuê nhà, bởi vì những người khác đã thuê hết trơn rồi. Cách để thuê nhà ở Úc, đầu tiên là thông qua công ty môi giới, thông qua agent. Ưu điểm là có hợp đồng rõ ràng. Khuyết điểm là thủ tục rắc rối, bởi vì nhiều người muốn thuê căn nhà đó sẽ cùng nộp đơn và agent sẽ xét là có được thuê hay không. Agent cũng sẽ yêu cầu bạn chứng minh về thu nhập, nộp payslip là bảng lương, lý do thuê là gì, vân vân. Mà mới qua Úc thì chúng ta khó có những cái đó. Thì bạn nào ở Úc một thời gian rồi thì hãy làm theo cách này, chứ mới qua làm theo cách này không có tiện. Cách thứ hai là lên Facebook, hội nhóm của du học sinh và cộng đồng người Việt ở Úc để thuê phòng, thuê nhà. Trên này có rất là nhiều tin đăng. Nhà của họ còn dư phòng trống thì họ sẽ cho bạn thuê. Ưu điểm là sẽ dễ thuê, nhưng mà khuyết điểm là đa phần không có hợp đồng gì hết. Giá cả là thỏa thuận miệng với nhau thôi và không biết người ở chung nhà như thế nào. Một số mẹo để bạn lựa chọn nơi ở tốt. Đầu tiên hãy hỏi bạn bè, các anh chị đi trước, những chỗ họ đã từng ở rồi thì bạn sẽ có review. Và nên lựa những chỗ hay cho du học sinh thuê, vì môi trường các bạn du học sinh ở thì dù sao cũng sẽ đỡ phức tạp hơn. Và cân nhắc yếu tố về an ninh, cần phương tiện công cộng khi thuê, chứ đừng chỉ quan tâm về giá thuê. Khi mà bạn còn ở Việt Nam thì nếu mà thuê vùng nào thì bạn hãy nhờ họ chụp hình căn nhà và xin địa chỉ để lên Google Maps dò xem xung quanh có gần trạm xe, gần chợ hay trường học hay không. Bạn nào ở Melbourne thích ở khu người Việt thì có thể tham khảo những khu như là Springvale, Footscray, St Albans hay là Richmond nha. Ở Úc họ trả tiền thuê nhà theo tuần và tiền đặt cọc thường là một tuần tiền nhà. Cho đó nếu mà lỡ thuê rồi mà ở không hợp thì bạn cũng không cần đợi quá lâu để có thể chuyển sang nơi ở khác. Do đó đừng quá áp lực là phải thuê một chỗ thật hoàn hảo ngay lần đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video. Hãy follow mình để biết thêm nhiều tips hữu ích về cuộc sống và công việc ở Úc nha. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye!